Chào các bạn nhá. Đây là một cái sạc kiêm chứa rác của một chiếc robot hút bụi lỗi địa Nhật. Tức là có một cái anh ấy là nhân viên của công ty IMA, anh đi sang Nhật công tác, sau đó là anh mua trực tiếp từ bên Nhật về Việt Nam. Sau đó là anh không biết nên là anh điện của nó chỉ chạy 100 thôi, bởi vì nó là đồ lỗi địa Nhật mà. Thế là anh về Việt Nam anh cắm vào 220, nhưng anh cắm dùng được khoảng hơn nửa tháng thì bắt đầu mới thấy mùi khét, nó mới chết, nó mới không lên nguồn nữa nhé mọi người nhé. Tóm lại về Việt Nam cắm 220 nó chạy 100 thôi, tí cho mình cho mọi người xem thông số. Nhưng về Việt Nam cắm vào 220 vẫn dùng được khoảng hơn nửa tháng thì bắt đầu mới không lên nguồn nữa. Cái này thì chúng ta sẽ hiểu nôm na nó như này này, là mình cắm điện vào ấy, thì bắt đầu nó sẽ có điện áp sạc ra đây, và con robot nó sẽ tự động nó sẽ đi về và nó sẽ kết nối với cái lỗ này này. Và sau đó là bên trong nó như cái máy hút bụi ấy. Nó sẽ hút rác thải thứ lên và chứa vào ngăn này. Tóm lại nó như thế nhá mọi người nhá. Sau đó là nó sạc. Và sạc khi nó đầy ấy, khi pin trong con robot hút bụi đấy nó đầy rồi ấy, thì bắt đầu nó sẽ đi hút khắp nhà. Bây giờ trên thị trường chúng ta sẽ thấy nó nhiều lắm, thông dụng lắm, của những nhà thông minh ấy. Nó hút khắp nhà, sau đó là trong chương trình đi mà nó sẽ, con robot nó sẽ lưu giữ được cái tọa độ đường đi như thế nào. Và tất nhiên là tới gần cầu thang này nó cũng quay ngược lại, nó không định bị rơi đâu. Sau đó là nó sắp hết pin ấy, nó biết là nó hết pin ấy, thì nó lại chương trình nó lại đi về đúng vị trí này. Và nó lùi vào và nó lại sẽ được cấp năng lượng ở đây để bắt đầu nó lại sạc pin tiếp. Và trong quá trình nó sạc ấy, thì nó cũng sẽ trả hết bụi bẩn các thứ là vào trong ngăn chứa này luôn. Bây giờ công nghệ Nhật bây giờ nó ghê thật đấy. Ngày xưa nó chỉ có về nó sạc thôi, nó sạc xong nó đi thôi, chứ nó cũng chứa bẩn trong trong con robot ấy. Nhưng bây giờ nó còn trả bụi về đây được, trả những cái rác, những cái bụi hút về đây được nhá mọi người nhá. Đấy, người Nhật người ta thiết kế ghê thật đấy. Và bây giờ đấy, mình sẽ tháo nó ra để xem nó. Đây cho mọi người xem thông số của nó. Nó nặng phết đấy các bạn ạ, bởi vì nó trong nó như một cái máy hút bụi nữa mà. Tên thương hiệu này và điện áp chạy của nó là chỉ là 100V thôi nhá. Nhưng mà khách đã cắm vào 220 và vẫn hoạt động được một thời gian, sau đó mới hỏng, mới thấy có bảo có mùi khét. Nên mình nghĩ là khả năng là nó sẽ chết một con gì đó rồi. Nên bây giờ mình sẽ tìm cách mình tháo ra để mình xử lý cho khách xem nó có ok không nhá. Nó có một cái mặt hiển thị này, battery 100% này, hay là cái gì đó full đầy, tức là đầy đầy thùng đấy các bạn ạ, toàn chữ Nhật thôi. Và ở dưới đây mình đã tháo nó ra được dưới rồi, tháo cái lắp ở dưới ra, nó có những cái lỉ cao su để chống rung ấy, tức là để bám với mặt nền nhà tốt ấy, phải cạy ra mới thấy được bên trong nhá. Thì bên trong này chúng ta sẽ thấy này, nó có cái này để hút cái gì thì mình không rõ này. À, cái cảm biến ấy, cảm biến bụi hay sao, cảm biến gì đưa về đây này. Cái bo này nhá, thì mình sẽ quan tâm cái bộ nguồn này. Cái bộ nguồn này nó sẽ tạo ra nguồn cho để đi ra hai cái đầu này để sạc này. Rồi là nó có những cái cảm biến để nó biết là hàng về, tức là cái con robot nó đã về, nó đã lùi về đây thì con cảm biến này nó biết được để nó chuyển trạng thái sạc hay không ấy. Rồi motor này, dây này, chắc motor lên cho con motor hút mùi, hút bụi bên trong. Hút thì nó sẽ hút hết sạch trong con robot. Thế nó về nó mở, nó đóng nó đóng vào đây này, khe này, thì khả năng là nó sẽ mở một cái đường gì đó để cho bẩn trong con robot nó sẽ hút vào đây. Nó thiết kế đời cao bây giờ nó lại thế mọi người nhá. Bo này thì mình cũng không quan tâm này, mà mình sẽ quan tâm cái bo nguồn này. Bây giờ mình sẽ dừng máy quay để mình tháo cái bo nguồn này ra để chúng ta tham khảo, để mình sẽ xử lý trên bo nguồn này thôi. Chúng ta nhìn cái thông số nhá, nó ghi là 100V nhá, và điện áp ra này. Và đây là cái bo của nó, không cháy nổ gì đâu. Và chúng ta sẽ xem thông số trên cái bo này nhá. Từ 100 cho đến 240V. 100 đến 240V AC, nhá mọi người nhá. Và con tụ lọc cho phần nguồn xung của nó chịu điện áp là máy mới móc.
Nó là chịu điện áp đến 400V nhá. Như vậy là phối nguồn của chúng ta sẽ là ok, bởi vì nó thiết kế là có thể chạy được cả điện áp là 220. Mạch nguồn xung của nó thì cũng chỉ là một con IC dao động 6 chân kích một con móc phét thôi. Và hồi tiếp qua PC87 nó như con này này. Và có một cái điều đặc biệt ở đây ấy, đó là như này, nó chết ở đây rồi. Chúng ta phải hiểu rằng đây, như mình nhìn ấy, thì nó không phải là một bộ nguồn không. Mà con này ấy, ngoài bộ nguồn này nó sẽ tạo ra nguồn 24V ấy, và nó được giao tiếp này sơ sang vỉ bên kia ấy. Và nó sẽ bên thứ cấp ấy, nó đưa lệnh thông qua con MOC này. Nó sẽ đưa qua đây để nó kích mở con chiếc này. Con chiếc này sẽ cấp nguồn AC 100V cho cái chữ motor này này. Mọi người này, chính là cái này này, mình cứ tưởng chạy 24 nhưng không phải, với cái nguồn xung bé tí này thì chỉ giải sạc thôi. Như vậy là cái một cái động cơ hút bên trong chạy nguồn AC 100V được kích qua con chiếc to này này. Và mình thấy là công suất nó không biết nó lớn không, vừa nãy mọi người nhìn đây nó ghi chữ 11A này này. Và như bản thân ấy là cái điện áp AC đây là 2 dây AC đấy, nó sẽ đi qua một con cầu chì tận 12,5A nó mới đi tới một đầu chân này. Thì như vậy là cái bên trong này có một cái motor hút bụi 100V. Công suất rất lớn các bạn nhá. Rất lớn để nó hút nhanh đấy các bạn ạ. Và khả năng là con motor đấy chết toi rồi, bởi vì có mùi khét, khách bảo có mùi khét mà. Thì khi con motor đấy nó mà không chạy, đây này mình đo thông mạch này. Mình đo thông mạch nó này, nó đứt rồi, nó không gì nữa cả. Như vậy là khi mà, tức là phần sạc các thứ mình nghĩ là vẫn ok đấy, nhưng mà nó sẽ không cấp cho motor hút nữa thì cái cảm biến rồi mọi thứ thì nó sẽ lỗi. Tóm lại là cái phần hút bụi của nó là đang có sự cố, thì dẫn tới là nó sẽ không chuyển thẳng trái chạy được các bạn ạ. Tức là nó báo lỗi hoặc cái gì đấy thì mình không rõ. Cầu chì này lại không cháy cơ. Đó, cầu chì 12,5A này không cháy. Nên con này motor thì khả năng phức tạp với mình rồi, và mình không chuyên motor. Tưởng hỏng vo mạch thì lại đơn giản rồi. Đấy các bạn ạ. Và cái phần nguồn xung này, cầu chì bé của nó thì cũng không việc gì đâu, bởi phần nguồn xung nó có thể chịu điện áp tận 240 cơ mà mọi người nhá. Nên bây giờ mình lại phá tiếp ra để xem cái motor. Tháo bung ra xem cái motor. Ở đây sẽ ghim điện cho chúng ta tham khảo đó. Ghim điện kiểu gì nó vẫn lên mà. Đó, nó vẫn lên nguồn bình thường mọi người. Battery full 100. Và cái này đang báo nhấp nháy cái gì đó thì mình cũng không rõ các bạn ạ. Liên quan đến cái hộp chứa rác bên trong đấy mọi người ạ. Như vậy là mình đang ghi 100V nhá mọi người nhá, cho nó an toàn nhá. Nhưng con này phải tháo ra để xem motor rồi. Mình xem cái bo này thì cái bản chất cái bo này là nó không, nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có những cái model là hàng xuất chạy 220 mọi người ạ. Và nó bo hoàn toàn tất cả kết thiết kế kết cấu giống hệt như này luôn, kể cả con robot nó cũng như thế. Chỉ có điều ấy là cái motor này là nó sẽ là motor chạy 220 thôi, còn do đồ nội địa Nhật ấy, nó là motor chạy điện 100 mọi người ạ. Bởi vì cái phần lấy mẫu điện áp các thứ này này nó cũng vẫn là ở 220 luôn rồi các bạn ạ. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là sẽ có những cái model y như này trên thị trường nhưng chạy điện 220, bán xuất khẩu ra khỏi thị trường Nhật. Còn đâu cái này do là thị trường Nhật nó chỉ có khác đúng cái motor chỉ ác kích các thứ, mình thấy thông số nó cũng chịu điện áp 600V rồi chứ không phải là chịu điện áp thấp hơn nữa mọi người nhé. Toàn hoàn toàn giờ là chạy ở 220 luôn, nên không có ZNR bảo vệ quá áp gì cả mọi người ạ. Đáng lẽ người Nhật ở chạy ở điện 100 sẽ có ZNR các thứ chẳng hạn, nhưng mà không hề có luôn. Đúng là đồ thiết kế mới hiện nay đấy các bạn nhé. Đó, đây là cái anh motor chết to nhá. Bây giờ theo suy nghĩ mà kiếm được cái motor chạy 220 thay độ vào này thì khách cứ chơi 220 ok đấy, nhưng mình cũng chả có. Để mình xem nó có xử lý được zin bản cho người ta không. 100V mà cấp 220 lẹt hết cái đầu cổ góp kìa mọi người. Nhưng mà mình thấy cuộn dây vẫn còn ngon lắm. Nó có cái bộ bảo vệ quá nhiệt đây này để tách đây, nhưng mà con cả như dơ len nhiệt ấy, nhưng mà nó cũng không sao, dơ len nhiệt vẫn thông. Nhưng mà nó đứt hết đây các bạn này. Mình có tháo cái này ra, mình đã đang bị bắt đầu ngặt mũi rồi, bởi vì nó quá nhiều bụi. Chúng ta để ý này, cái chổi quét này nó đã mòn bố hết rồi, mòn hết sạch rồi. Tức là nó trong khoảng gần một tháng là khách về dùng ấy, thì cái này nó cũng được cấp điện để nó chạy mà. Nó chạy chắc phải rú âm lên ở nhà đấy, nhưng mà chắc khách cũng chả để ý, cứ kệ cho nó chạy.
thì lúc mà nó chạy tốc độ mạnh quá nó mòn hết cả đầu chổi quét luôn, lẹt hết cái bên trong lên các bạn ạ. Đấy 120V 900W này. Đây giờ thử thử sửa xong cắm hàm 100 xem nó chạy ok không thì phục hồi lại. Sau đó con này bỏ khách đầu tư cái Liwa, cái bộ đổi nguồn Liwa tầm hơn 1000W, khoảng 1500W, 1,5 kVA là bắt đầu phải cắm qua nó. Chúng ta nhìn này, có chưa đầy tháng mà chổi quét nó mòn kinh như này luôn, chắc là phải tốc độ phải chạy kinh lắm để xem con motor này nó có chịu được không, nó có bị cháy không. Kiếm được đôi chổi quét của cái máy Electrolux cháy mọi người ạ. Mình không có cái đồ này mà, nhưng mà kích thước nó hơi khác một chút. Kích thước chiều dọc này thì 5.8, 5.9 ok, con này cũng thế. 5.8 đấy, 76, 5.7, 9.3 này. Phải mài rồi. Con này thì có 8 thôi. Như vậy là phải mài bớt cái mặt này đi một chút là được. Mặt bên này thì ok rồi. Đó, đôi khi phải độ chế đấy. Vừa lôi được cái motor chết của cái máy Electrolux kia đứt cả tay mọi người ạ. Mình đang cắm 100V này, tóm lại là chết to rồi các bạn ạ. Đó, sau khi mình làm lại chổi quét và cũng lựa vệ sinh sạch cái chổi góp bên trong, cũng cùng ghim điện 100 nó lẹt nữa như thế đấy. Như vậy là con động cơ này đã cháy rồi. Như vậy là anh 100V cắm cho chạy ở 2.2 là đã chết, trong một thời gian nó đã chết. Vì cái giải pháp bây giờ ấy, thì mình sẽ thử tìm xem cái motor này nó rất là bé. Mình thử tìm xem có một cái motor nào mà mua được cái motor kiểu như này, nhỏ nhỏ như này mà chạy 220, mình sẽ độ cho khách thì khách sẽ cứ thế là chạy 220 ok luôn mọi người ạ. Hoặc là đem đi quấn lại thôi chứ mình cũng không chuyên cái này. Như vậy là một chiếc thùng rác của một cái máy hút bụi thông minh của người Nhật, nó đã chết sau khi về Việt Nam được chưa đầy một tháng với người dân không để ý cắm vào 220. Bo mạch thì nó đã thiết kế chuẩn theo chạy được 220 rồi, nhưng mà riêng vì chạy ở Nhật điện 100 nên cái động cơ này là 900W nhé mọi người nhé, nó ghi ở đây này, nó chạy 100 và đã cấp 220 nó quá lâu nên nó đã chết không làm gì được nữa các bạn ạ. Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây, mình sẽ chờ thôi, sẽ để xem như cái phương án mình xử lý, thử mua một cái motor như này chạy 220, hoặc là không được thì không kiếm được thử quấn, đem ra thợ điện cơ họ quấn thử xem có được không thôi. Và sau đó mình sẽ trả khách hoặc thương lượng khách xem có sửa không, nên họ giàu họ trả dùng họ cũng bỏ đấy các bạn ạ. Con này thì khi bị hỏng cái này mà không cháy cầu chì nhá mọi người nhá, thì có khả năng ấy là nó không hút được những cái bẩn bụi bẩn ở trong máy đưa vào đây, nên giờ đấy cái phần cảm biến các thứ ấy là nó không nhận diện được và nó báo lỗi nên không dùng được đấy các bạn ạ. Chứ thực sự là vẫn nguồn nó vẫn ok, không vấn đề gì các bạn nhá. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Đây, sau 3 ngày thì hàng mình mua nó đã về đây mọi người. Đây là con motor hút bụi với thông số là 240V, công suất là 950W nhá. Và con motor zin bản của nó là 120V 900W này. Và mình nhận khi mình mua về mình còn thấy là cùng hãng sản xuất luôn mọi người này. Mình có vào mạng mình tra mình search ấy, thì cái motor máy hút bụi trên thị trường ấy thì là nó có 3 loại. Một, nó liên quan đến cái bầu gió. Cái bầu gió này này, cái bầu gió này là cái bầu gió nhỏ nhất là mình mua, đó là 100, bầu gió 100 nhá, mà khoảng 108 đấy. Thì có loại 12 nữa và có loại 13cm nữa, thì cái này là 10cm. Thì mình mua, mình chọn loại kích thước khoảng cách này, bầu gió giống hệt luôn. Thì mình, các bạn bảo mình mua ở đâu thì mình vào Google mình search nhá, vào Google search và mình mua trên Shopee. Một cái Shopee ở trên trên Thái Nguyên. Trên Thái Nguyên mình thấy là có cái rất nhiều shop có, nhưng mà mình có mua cái motor này của cái shop trên Thái Nguyên. Thì chúng ta sẽ để ý này, hoàn toàn giống nhau về kích thước nên do đó mình sẽ lắp ok luôn là một. Và cái nữa là còn nó liên quan đến còn cả trùng với cả hãng sản xuất nữa cơ mọi người ạ. Nhưng có cái điều ấy là con zin bản của nó là đang, do con này á, do bộ này ấy, là cái máy hút bụi, máy con robot này ấy, là được sản xuất cho thị trường của Nhật, nhưng nó hoàn toàn những cái phần bo mạch điện tử của nguồn xung này rồi mọi thứ ấy, nó đều thích ứng với 220 rồi, nên nó ghi như này này,
Chỉ có điều là cho thị trường của Nhật nên cái motor điện Nhật thì nó chạy điện 100 mà. Do đó mà cái motor này nó là chạy điện 120 thôi. Chứ về sang nếu mà những cái model mà nó là chạy 220 thì nó chính là con motor như này luôn. Do đó mà cái phần bo mạch này thì mình có kiểm tra con chiếc không vấn đề gì cả, cầu chì không cháy, không lỗi gì cả, làm gì quả. Nó chỉ có khác ấy là cái motor này bị trong quá trình hơn 15 ngày, 3 tuần khách dùng ấy là nó bị cấp điện quá áp. Dẫn tới nó cháy cụt hết cả chuột quét các thứ đấy. Thì mình có điện hỏi khách để mình báo giá ấy, thì khách bảo ấy là họ mua này, sau họ về họ trả đi điện, họ cứ cắm và thế là nó chạy. Sau đó là cả ngày họ đi làm thì cái con robot đấy thì nó cứ làm việc thôi, nó theo cái phần mềm thiết kế của người Nhật ấy, là nó cứ làm việc chăm chỉ, nó cứ đi hút bụi, hút mùi, hút bụi ở dưới nền nhà, hút xong ví dụ như bụi nhiều ấy, thì nó lại đi về cái này, đi về cái này để nó trả bụi vào đây. Khi nó trả bụi thì bắt đầu cái motor này mới được cấp điện, thì bắt đầu nó đang cấp điện quá áp và nó chạy đấy, thì có khi khách không ở nhà nên nó cứ chạy thôi các bạn ạ. Sau đó là có khả năng là nó nhiều bụi quá thì nó về nó trả, hoặc là chạy nhiều bắt đầu nó hết, nó cảm giác pin hết, cái pin lưu trữ của nó hết ấy, thì nó cũng lại đi về đây để nó vào nó sạc. Tóm lại là nó cứ chạy tự động trong nhà thôi, không khách không có nhà nhưng mà nó cứ theo cái lập trình của người Nhật ấy, là nó cứ chạy xung quanh nhà để nó hút bụi, nó hút nền nhà. Bụi nhiều quá thì nó đưa về nó trả vào cái thùng này, hoặc là hết điện thì nó đi về để nó sạc, nó sạc xong thì nó lại chạy đi tiếp mọi người nhé. Nhưng có cái điều ấy là nó bo mạch điện các thứ của nó này hoàn toàn hợp với 220 rồi, chỉ có cái hút bụi cái motor này để nó hút bụi từ trong con đấy đưa vào cái thùng rác, mình gọi là thùng chứa rác. Con này nó chính là một cái bộ sạc kèm với thùng rác luôn nhá. Do đó bây giờ chỉ có lắp lại thôi, chả phải sửa chữa gì cả, lắp lại là sẽ ok thôi các bạn nhá. Theo mình hiểu nhá, là khi con robot nó lùi về đây này, nó có những cái cảm biến ở đây nó nhận diện được ấy, thì bắt đầu là cái con chiếc nó sẽ được kích hoạt. Con chiếc này sẽ được kích hoạt, sẽ cấp nguồn hiện tại bây giờ là cấp nguồn 220 cho cái motor hút bụi bên trong ấy, thì bắt đầu cái motor hút bụi nó hút, thì thông qua nó sẽ mở cái cửa gió này này, cái này nó kết nối với máy cái con robot nhá. Đây là pin, đây là điện để sạc pin này, còn đây là nó kết nối để nó hút cái bụi ở trong con robot mà nó đi làm việc sắp khắp nhà, hút khắp nhà, nó đi qua đây, nó đi qua cái khe này, đi tới đây nhá, nó đi vào cái lỗ này này. Sau đó là cái bụi đấy nó sẽ đi qua cái lỗ này, cái lỗ này nhá mọi người nhá, nó đi làm lên trên này, nó đi lên trên này, nó sẽ đi ra ở đây nhưng mà nó không ra ở đây đâu, mà nó sẽ có một cái lưới này, cái này để chắn, để đựng này. Đó là bụi nó sẽ hút, nó sẽ chứa trong cái này này các bạn nhá, nó thiết kế kiểu như thế, nó chứa trong như thế các bạn ạ. Rồi là cái con cái motor mình vừa thay ấy, là nó sẽ hút cái gió sâu xuống dưới và thổi ra đằng sau để nó tạo một cái luồng gió này, để bao nhiêu cái bụi nó sẽ chứa trong cái này này, trong này đang rất là bẩn này mọi người ạ. Đó, cái công nghệ hút nó như vậy nhá, nó là thùng rác là như vậy. Ở đây nó có hai cái cảm biến các bạn ạ. Trên cái phần chứa rác ấy là một cái cảm biến bụi này, đây là đường này là cảm biến bụi này, và một cái cảm biến nữa như cảm biến nắp vung hay cảm biến gì mình cũng không để ý, là nó được đường điện, nó như là cảm biến từ ấy, để đóng nắp vung, đóng cái lắp kia vào nó mới chạy hay sao ấy các bạn ạ. Mở ra nó không chạy, người Nhật nó tính an toàn lắm nhá mọi người nhá. Còn đây là trên cái bo này nhá, thì là nó thông qua cái bộ nguồn xung này này, nó tạo ra nguồn, thì bắt đầu nó sẽ thông qua hệ thống sạc, nó sẽ đưa điện chắc là 24V sao ấy, ra đây này, để tí mình đo thử xem nào. Nó ra đây nhá, nó ra đây để nó sạc ấy các bạn ạ. Và khi con robot lùi về thì nó nhận diện được những cái máy thu phát cảm ứng này, cái thu phát này các bạn này, trong này có hai con thu phát, đây có hai con thu phát để nó nhận diện được là robot về chuẩn hay chưa đấy các bạn ạ, để bắt đầu nó mới thực hiện chu trình sạc hay chu trình hút hết bụi trong con robot ra. Mình đã lắp hoàn thiện nhá, và mình cắm điện này, mình cắm trực tiếp 220 nhá mọi người nhá. Đó, 220 nhá, chứ không phải là 100V nữa nhá. Và nó lên này, và nó đang nhấp nháy cái full up này này, thì hóa ra nó là cái này đây các bạn. Hóa ra là cái mình đang chưa lắp cái ấy này này. Cái này các bạn này, mà mình bảo là có hai dây điện, nó là cái cảm biến gì đấy các bạn ạ. Thì nó chính là cái cảm biến của cái này, chúng ta để ý nhá. Tức là không có cái này thì nó cũng báo lỗi. Đây, mình lắp vào này, mình ấn nó vào này.
Đó, nó không không báo lỗi nữa, nó không nhấp nháy nữa nhá. Tức là đã lắp ok cái chứa bụi ấy các bạn ạ. Và con này thì hình như ấy, mình có thử chắn đủ trò đây để nó không tác động gì, có khả năng ấy. Và cái nguồn sạc nó đây này. Mình sẽ đo cho mọi người theo tham khảo cái nguồn sạc của nó nhá. Cái nguồn sạc của nó này, con này nó chạy 24V mà. Đó, 24V này. Mọi người này. Thì có khả năng ấy, khi con robot hút bụi về, nó về đến đây này, nó lùi vào ấy, để nó sạc ấy, thì có khả năng ấy là nó phát ra sóng hồng ngoại chẳng hạn. Nó như là cái điều khiển ấy, nó phát vào đây để cho con này nhận được chẳng hạn. Những cái mắt này mình thấy chỉ là mắt thu hay sao ấy. Hoặc là nó có cái sự giao tiếp cái gì đó thì mình không biết. Nó tóm lại nó có hai con giao tiếp ở giữa này, hai con mắt ở giữa này và hai con mắt hai bên này. Nên cái này chắc là lắp vào thì mới khởi động nó mới chạy được, chứ mình cũng không thử được các bạn nhé. Ấy, ở chế độ chờ nó tự tắt này. Khi khi không động chạm gì ấy, nó luôn ở nghỉ các bạn ạ. Bây giờ mình thử rút cái này lên mình ấy lại xem nào. Đó, nó lại sẽ lên nhá. Mình vừa rút cái ấy ra để mình hiểu là có người tác động thì nó lại lên. Tóm lại chế độ nghỉ thì nó cũng tối hết. Do cái chương trình phần mềm bên trong nó tính toán, nó thiết kế như vậy mà. Khi nó im hết như thế thì nó vẫn đang có điện đấy. Và do con này ấy, là khách thì cứ đi làm, còn đâu con robot đi hút bụi thì nó vẫn cứ làm việc chăm chỉ ở nhà. Và khi mà nó về đây và nó hút bụi vào ấy, thì nó cũng kêu gằn âm lên, nhưng mà chắc là khách chẳng có nhà cũng chả biết được. Đến lúc là về đến nhà thấy mùi khét lẹt. Mùi khét lẹt thì lúc đó thì nó đã lổ hết cả những cái chổi quét các thứ rồi. Một khét lẹt sau mới rút ra, không dám dùng nữa các bạn ạ. Đó, như vậy trả khách thôi và xem khách phản hồi như thế nào. Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Chào các bạn.